mình thôi. Ok.
Kính thưa toàn thể các quý vị, quê hương Hưng Yên, mảnh đất ân tình, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến, nhãn ngọt xanh bùi. Với nét đẹp đó, xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu để đón nhận tình cảm của chị Hai Khánh Ly gửi tặng tới toàn thể các quý vị trở về từ miền quê Kinh Bắc với ca khúc Hưng Yên mảnh đất ân tình. Xin quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
Chị Hai Con Hò Khánh Ly gửi tặng tới toàn thể các quý vị đã làm khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ đón bằng công nhân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Kính chúc buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các quý vị đại biểu về dự buổi lễ, ổn định tổ chức để buổi lễ tiến hành làm việc. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các quý vị về dự buổi lễ đứng lên làm lễ chào cờ. Oh.
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, căn cứ quyết định số 2995 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, căn cứ công văn số 959 ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ về việc tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện hướng dẫn số 56 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Mỹ, hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2018, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Liêu Xá long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Về dự buổi lễ hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, ở tỉnh có đồng chí Đặng Văn Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh, cùng các đồng chí đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, xin đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Ở huyện, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành huyện ủy, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Mỹ đã về dự đông đủ, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Ở xã, xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Lê Hữu Tùng, huyện ủy viên, bí thư đảng bộ, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Khắc Du, phó bí thư thường trực, trưởng ban tổ chức, đồng chí Lưu Đức Thuận, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy, các đồng chí là trưởng phó các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, đại diện Ban phát triển thôn, nông thôn ở các thôn, các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, đại diện các gia đình tiêu biểu ở các thôn đã về dự đông đủ, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đại biểu là người con quê hương, đại diện các xã Tân Lập, Nghĩa Hiệp, Ngọng Long, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng các đồng chí phóng viên báo đài của tỉnh, của huyện đã về dự và đưa tin buổi lễ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Sau đây tôi xin thông qua chương trình buổi lễ. Một là đón tiếp đại biểu, hai là văn nghệ chào mừng, ba là chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, bốn là khai mạc buổi lễ, năm là tặng hoa chúc mừng, sáu là báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới, bảy là phát biểu cảm tưởng, tám là công bố quyết định khen thưởng của các cấp, chín là quyết định công bố quyết định và trao bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 là lãnh đạo cấp trên phát biểu, 11 là kết thúc buổi lễ, 12 là chào cờ. Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Hữu Tùng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, lên khai mạc lễ đón bằng công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới. Xin trân trọng kính mời chị.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm triển khai và thực hiện, dưới sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, xã Liêu Xá đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới theo quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ. Một vinh dự vô cùng lớn đối với xã nhà là được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ký quyết định số 2995 ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hôm nay, trong không khí cùng nhân dân cả nước thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2018, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Được sự nhất trí của huyện ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Mỹ, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Liêu Xá long trọng tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đón chuẩn nông thôn mới. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân xã Liêu Xá, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sự có mặt của các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân tại buổi lễ công bố và đón bằng công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới hôm nay là nguồn cổ vũ động viên, là nguồn tình cảm to lớn mà các đồng chí đã dành cho địa phương xã Liêu Xá nói riêng cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nói chung. Tính đến năm 2012, xã Liêu Xá mới chỉ đạt 7 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm phấn đấu và nỗ lực, xã Liêu Xá đã tập trung mọi nguồn lực khắc phục những khó khăn và phát huy tiềm năng sẵn có. Đến năm 2017, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, xã Liêu Xá được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Buổi lễ hôm nay được tổ chức nhằm báo cáo kết quả thực hiện và tìm ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời nêu gương những tập thể, các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã nhà. Với ý nghĩa quan trọng và tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ đón bằng công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hữu Tùng qua bài khai mạc. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đại biểu về dự hội nghị, về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lên tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Mỹ lên tặng hoa chúc mừng
Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Hữu Tùng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu với kính mời đại diện, đại biểu là những người con quê hương xã Liên Xá đang công tác trên địa bàn huyện Yên Mỹ do đồng chí Trần Đình Núi làm trưởng ban có lãng hoa về chúc mừng. Xin trân trọng kính mời và kính mời đồng chí Lê Hữu Tùng, bí thư đảng bộ, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Kính mời đại diện công ty Tân Thanh Hương Yên lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lưu Đức Thuận, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Chuẩn bị là trường mầm non và trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Đại diện nhân dân chào mừng. Xin trân trọng kính mời ba cấp trường trung học, tiểu học và mầm non của xã Liêu Xá có lãng hoa lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lưu Đức Thuận, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã lên nhận hoa. Hội đồng nhân dân xã Ngọc Long chuẩn bị. Đề nghị nhân dân chào mừng. Sau xã Ngọc Long là xã Tân Lập. Xin trân trọng kính mời đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân xã Tân Lập. Đại diện nhân dân chào mừng. Cái bàn này, đây có cái bàn này. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp đã có hoa gửi chúc mừng hội nghị. Xin đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trung tâm giống cây trồng tỉnh Hưng Yên có lãng hoa lên chúc mừng. Xin kính mời đồng chí Lưu Đức Thuận, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới lên nhận hoa. Nhân dân chào mừng. Xin trân trọng kính mời
đại diện công ty Lâm Việt An có hoa lên chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lưu Đức Thuận lên nhận hoa. Nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời công ty Magia Việt Nam. Xin trân trọng và kính mời công ty Phú Mỹ. Xin trân trọng và kính mời công ty An Phú. Đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, những người con quê hương, các đồng chí là bí thư chi bộ, bí thư chủ tịch xã đã nghỉ hưu, các đồng chí đại diện các xã bạn, các đồng chí đại diện các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã về dự và chỉ đạo động viên tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lưu Đức Thuận, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã lên báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, tôi thay mặt cho ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tôi xin thông qua báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Liễu Xá, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017 của xã Liễu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Một lớn đặc điểm tình hình, xã Liễu Xá là một xã nằm ở phía bắc huyện Yên Mỹ, cách trung tâm khoảng 2,5 km, vị trí địa lý phía đông giáp với xã Dị Sử, phía tây giáp xã Ngọc Long, phía nam giáp xã Tân Lập, phía bắc giáp xã Nghi Hiệp. Tổng diện tích gieo cấy tự nhiên là 653,5 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 212,1 ha, chiếm 32,4%, đất phi nông nghiệp 440,15 ha, chiếm 67,3%, đất chưa sử dụng là 1,33 ha, chiếm 0,2%. Tổng số nhân khẩu là 10.071, số hộ là 2.495, xã có 4 thôn gồm thôn Liễu Xá, thôn Liễu Trung, thôn Ảo và
thôn Lưu Thượng và cơ cấu nông nghiệp 10,2%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 36,7%, thương mại dịch vụ là 53,1%. Xã Lưu Xá có vị trí giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với thị trường bên ngoài như tỉnh lộ 380, quốc lộ 39A. Đây là hai tuyến đường huyết mạch từ đường 5 đi thành phố Hưng Yên. Xã nằm trong khu công nghiệp của DV, khu Thăng Long 2, khu di tích Hải Thượng A Lông Lê Hữu Trác. Đây là thế mạnh của địa phương, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại và vận tải hàng hóa. Việc xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cuối năm 2015, Ủy ban nhân xã đăng ký phấn đấu về đích năm 2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có những thuận lợi khó khăn. Đó là về thuận lợi, được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân huyện và các phòng ban ngành của huyện đã tạo điều kiện cho địa phương trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình, nhân dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, làm cho kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, nông thôn được phát triển, kết cấu hạ tầng được hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ, dân trí được nâng cao, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Về khó khăn, khối lượng công việc xây dựng nông thôn mới là rất nhiều, trong đó cán bộ địa phương vừa ít vừa hạn chế về năng lực chuyên môn. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn huy động khác rất khó khăn. Hai là căn cứ triển khai thực hiện, căn cứ vào quyết định số 1980 ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quyết định số 2540 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ vào quyết định số 2669 ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ vào kế hoạch số 45 ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ. Ba lớn kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới: một là công tác chỉ đạo và điều hành. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đài truyền thanh xã hàng ngày phát trên loa truyền thanh về công tác xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự tuyên truyền vận động nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã mở các hội nghị triển khai chương trình từng các cơ sở thôn, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ mục đích yêu cầu về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt làm cho nhân dân hiểu rõ hơn về chủ thể xây dựng nông thôn mới là sự tập trung của toàn thể nhân dân. Đối với các tổ chức đoàn thể đều xây dựng chương trình trong năm tập trung vào xây dựng nông thôn mới, mỗi ngành đều có một chủ đề riêng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng chủ đề xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Đoàn thanh niên xã tham gia vào các phong trào tình nguyện, hội phụ nữ xã tham gia vào công tác môi trường, hội cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự, hội nông dân tham gia các chương trình phát triển sản xuất, các mô hình chăn nuôi dịch vụ. Hai là công tác phát triển sản xuất ngành nghề nâng cao thu nhập cho người dân. A là công tác phát triển sản xuất nông nghiệp. Xã Lưu Xá được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện, phòng nông nghiệp huyện hỗ trợ giống lúa, giống khoai tây, giống ngô. Ủy ban nhân xã đã tổ chức triển khai đến từng thôn, kết quả các hộ đã tham gia đều đem lại hiệu quả, nhân dân phấn khởi. Tổng diện tích gieo trồng của địa phương là 170 hecta. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân xã đã vận động nhân dân chú trọng đầu tư cho khoa học kỹ thuật về giống thâm canh, về bảo vệ thực vật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Kết quả giải ngân vốn đến nay đã đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng quy định. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn hiện nay toàn xã có hơn 700 hộ kinh doanh vừa và nhỏ đều được ổn định. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân, đời sống thu nhập của nhân dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng trên người trên năm. 4 là kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.
tổng kinh phí đã thực hiện là 139 tỷ 234 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 9 tỷ 100 triệu đồng, chiếm 6,5%, nguồn ngân sách huyện là 182 triệu đồng, chiếm 0,13%, ngân sách xã 8 tỷ đồng, chiếm 5,87%, nhân dân đóng góp là 121 tỷ đồng 952 triệu đồng, chiếm 87,5%. Bố lớn là kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổng số các tiêu chí của xã đã tự đánh giá đạt chuẩn nông mới theo quy định là 19 trên 19 tiêu chí đạt 100%. Cụ thể là: một là tiêu chí về quy hoạch. Kết quả thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ đã phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định 2793 ngày 17 tháng 9 năm 2012 đúng trình tự thủ tục theo quy định. Ủy ban nhân xã đã triển khai và liên kết quy hoạch rộng rãi tại trụ sở Ủy ban nhân xã và các nhà văn hóa và đình làng các thôn, đầy đủ các bản vẽ hiện trạng tổng hợp, bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian của xã, bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, Ủy ban nhân xã đã thực hiện cắm mốc giới một số công trình hạ tầng theo quy hoạch đã được duyệt. Xã đã có quy chế quản lý quy hoạch được Ủy ban nhân huyện phê duyệt và bản vẽ thiết minh quy hoạch nông thôn mới. Hai là tiêu chí về giao thông. Kết quả thực hiện, xã Điêu Xá có 25 km đường giao thông, bao gồm đường tỉnh lộ 380 dài khoảng 2,9 km, đường trục có tổng chiều dài là 1,13 km, chiều rộng từ 3,5 đến 4,5 m, đã được công hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải đạt 100%. Đường trục của các thôn tổng có 7,2 km, chiều rộng là từ 3,3 mét trở lên, đã được công hóa đạt theo quy định của Bộ Giao thông và Vận tải đạt 100%. Đường ngõ xóm sạch sẽ, không bị đại lội vào mùa mưa, có tổng chiều dài là 4,17 km, chiều rộng là 1,9 đến 3 mét, đã được cứng hóa chuẩn đạt 100%. Đường trục chính nội đồng là 9,56 km, đã cứng hóa được 2,1 km, đạt 22%. Số km còn lại đảm bảo cho xe đi lại thuận tiện. Ba là tiêu chí về thủy lợi. Kết quả thực hiện, hàng năm Ủy ban nhân xã đã ra quyết định thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai. Trên địa bàn xã có 16 công trình để phục vụ tưới tiêu, tổng diện tích cho sản xuất là 170 ha, trong đó có 3 cầu, 9 cống và 5 trạm bơm. Hệ thống kênh mương trên địa bàn xã bàn giao cho sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý là 6,62 km. Toàn bộ có 12 cầu, cống của xã đang hoạt động tốt, đảm bảo nhu cầu sản xuất dân sinh. Ủy ban nhân xã thường xuyên phối hợp với sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện cải tạo và nâng cấp, đảm bảo lâu dài phục vụ sản xuất và dân sinh. 4 là tiêu chí số 4 về điện, là kết quả thực hiện, hệ thống điện trên toàn địa bàn xã là gồm 9 trạm biến áp với 13,7 km đường dây hạ thế. Hệ thống điện đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đáp ứng đầy đủ phụ tải phù hợp, trạm biến áp, đường dây hạ áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ lưới điện chất lượng tốt. Trên địa bàn xã, 100% số hộ dân được sử dụng điện an toàn, ý thức nhân dân trong việc sử dụng rất cao, không có trường hợp nào xảy ra tai nạn do điện gây ra. 5 là tiêu chí về trường học. Kết quả thực hiện, năm 2010, trường tiểu học xã Đức Xá đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2012, trường trung học cơ sở xã Đức Xá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2017, trường mầm non xã Liêu Xá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 6 là tiêu chí về cơ sở vật chất và văn hóa. Kết quả thực hiện, hiện tại xã đang sử dụng Ủy ban nhân xã làm trung tâm, có 200 chỗ ngồi, nhà văn hóa, sân thể thao của xã đã được quy hoạch để xây dựng. Tổng diện tích đất quy hoạch cho các nhà văn hóa và khu thể thao của xã là 7.216 m², nhà văn hóa và sân thể thao của 4 thôn, cụ thể là thôn Ảo diện tích nhà văn hóa là 1.826 m², nhà văn hóa của thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang và chuẩn, diện tích sân thể thao của thôn đã được quy hoạch 2.000 m². Thôn Liêu Xá diện tích khu nhà văn hóa được quy hoạch 500 m², diện tích sân thể thao của thôn là 1.500 m². Hiện tại thôn đang sinh hoạt tại đình làng có diện tích là 1.925 m², nằm trong quy hoạch Hải Thượng A Lông Lê Hữu Trác. Thôn Liêu Trung diện tích nhà văn hóa là 1.750 m²,
nhà văn hóa được đầu tư khang trang, đạt chuẩn, diện tích sân thể thao được quy hoạch là 2.000 m², thôn Âu Trung diện tích nhà văn hóa được quy hoạch là 500 m², tại khu Ao Máu diện tích sân thể thao của thôn được quy hoạch là 2.000 m². Hiện tại thôn Âu Trung đang sinh hoạt tại đình làng thôn Âu Trung có diện tích là 500 m². Về tiêu chí số 7 là cơ sở hạ tầng thương mại và nông thôn. Kết quả thực hiện năm 2008, Ủy ban nhân dân xã đã đầu tư xây dựng chợ có tổng diện tích là 1.045 m², có tường bao quanh, hai dãy văn hàng, mái tôn, có hệ thống cống nước. Toàn bộ làn chợ đã được bê tông và lát gạch, có khu vệ sinh, thiết kế đã được Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt. 8 là tiêu chí số 8 là về thông tin và tuyên truyền. Kết quả thực hiện toàn xã có một điểm phục vụ bưu chính viễn thông và có hạ tầng kỹ thuật viễn thông sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao sử dụng dịch vụ truy cập internet của 4 thôn. Đài truyền thanh của xã đã hoạt động thường xuyên, phát huy hiệu quả, đảm bảo mọi thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước đều được mọi người dân quan tâm và hưởng ứng thông qua hệ thống loa truyền thanh. 9 là tiêu chí số 9 là về nhà ở và dân cư. Kết quả thực hiện trên địa bàn xã có 2.513 ngôi nhà, trong đó có 1.816 nhà kiên cố 2 tầng trở lên và 618 ngôi nhà kiên cố 1 tầng, 79 ngôi nhà cấp 4 đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, không có nhà tạm và nhà rột nát đạt 100%. Tiêu chí số 10 là về thu nhập. Kết quả thực hiện năm 2016, tổng mức thu nhập bình quân trên địa bàn xã theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội của xã là 37 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2017, thu nhập bình quân là 55 triệu đồng trên người trên năm. 11 là tiêu chí số 11 là về hộ nghèo. Kết quả thực hiện năm 2017 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể tập trung cho các hộ nông dân, các hội viên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, vay vốn nên công tác xóa đói giảm nghèo của xã đã thực hiện tốt. Kết quả điều tra rà soát định kỳ theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều được áp dụng giai đoạn 2016-2020. Đến nay số hộ nghèo của xã còn 87/2.495 hộ, chiếm 3,5%, trong đó 37 hộ nghèo thuộc đối tượng thường xuyên hưởng trợ cấp xã hội và 50/2.495 hộ nghèo, chiếm 2%. Năm 2017, qua công tác rà soát định kỳ, tỷ lệ hộ nghèo của xã đạt dưới 2%. 12 là tiêu chí về lao động có việc làm. Kết quả thực hiện là tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên theo thống kê năm 2016, tổng số lao động trong độ tuổi là 5.026 người, trong đó số người lao động có việc làm thường xuyên thu nhập ổn định là 4.623/5.026 người, đạt tỷ lệ 92%. 13 là tiêu chí tổ chức sản xuất. Kết quả thực hiện, xã có một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã chuyển đổi và hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tập trung chủ yếu là dịch vụ cung ứng giống nông nghiệp và dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ bảo vệ đồng ruộng được đảm bảo và bền vững. 14 là tiêu chí về giáo dục và đào tạo. Kết quả thực hiện, xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi trường trung học cơ sở xã Đức Xá năm 2016-2017 có 75 em học sinh tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có 55 em được tiến lên trung học phổ thông và trung học bổ túc và 20 em được tiếp tục học nghề. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 2.764/5.027 lao động đạt 55%. 15 là tiêu chí về y tế. Kết quả thực hiện, người dân tham gia bảo hiểm y tế là 8.757 người trên tổng số là 10.071 nhân khẩu, tỷ lệ 87%, trong đó bảo hiểm y tế bắt buộc là 1.511 thẻ, học sinh là 869 thẻ, trẻ dưới 6 tuổi là 1.628 thẻ, người có công 330 thẻ, người cao tuổi và người tàn tật là 417 thẻ, người nghèo và cận nghèo là 195 thẻ, tự nguyện là 3.807 thẻ. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020. 16 là tiêu chí 16 là về văn hóa.
Kết quả thực hiện là xã có 4 trên 4 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa liên tục 5 năm liền trở lên, có 2.326 trên 2.495 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93%. 17 là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. Kết quả thực hiện toàn xã có 100% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định, trong đó có 90% số hộ được sử dụng nước sạch do hai công ty cung cấp nước sạch đầu tư vào địa bàn của xã. Nguồn nước sạch của nhà máy luôn đáp ứng được nguồn nước cung cấp cho các hộ nông dân trong toàn xã sử dụng hàng ngày. Đường làng ngõ xóm cảnh quan của xã được đảm bảo xanh sạch đẹp an toàn. Toàn xã đã thành lập 4 tổ vệ sinh thu gom rác thải. Xã đã được quy hoạch 2 điểm tập kết rác thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Nghĩa trang nhân dân của xã có 4 nghĩa trang nhân dân phù hợp với quy định. Nghĩa trang đã có đường nội bộ, việc đi lại cho việc chôn cất và thăm viếng của nhân dân được thuận tiện. Toàn bộ chất thải rắn và tập trung ở tại khu dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh đều được thu gom xử lý theo quy định. Các điểm tập kết rác thải thường xuyên được phun thuốc khử trùng hàng ngày, được Ủy ban nhân dân huyện tổ chức vận chuyển rác thải đi xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. 18 là tiêu chí hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật. Và kết quả thực hiện toàn xã có 22 trên 22 cán bộ công chức đạt chuẩn theo quy định, trong đó có 1 cán bộ công chức trình độ thạc sĩ, 8 cán bộ có trình độ đại học, 12 cán bộ có trình độ trung cấp cao đẳng, 2 cán bộ có trình độ 10 trên 10 cán bộ có trình độ về lý luận trung cấp chính trị là 10 cán bộ. Các tổ chức về hệ thống chính trị theo quy định gồm có Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên. Xã có 4 thôn có bí thư chi bộ, trưởng phó thôn và các ban ngành đoàn thể và các chi hội đoàn thể của thôn theo quy định. Đảng bộ và chính quyền của xã hàng năm đều đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh các cấp. Năm 2016, chính quyền xã được Ủy ban nhân tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu các xã thị trấn trong phong trào thi đua. Các tổ chức chính trị xã hội năm 2016 đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Năm 2017, chính quyền xã trong sạch vững mạnh cấp huyện, các tổ chức chính trị đều đạt danh hiệu tiên tiến, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 19 là tiêu chí về an ninh quốc phòng. Kết quả thực hiện công tác hậu phương quân đội được duy trì thực hiện tốt, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tích cực tham gia xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được hoàn thành xuất sắc, được cấp trên khen thưởng. Công an quân sự hàng năm đều được danh hiệu đơn vị quyết thắng. Công tác an ninh chính trị nông thôn và an ninh trật tự an toàn xã hội được luôn giữ vững ổn định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, không có tổ chức cá nhân hoạt động chống đảng chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền bá trái pháp luật, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Năm lớn về đánh giá chung. Một là những mặt làm được. Việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của các cấp về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, được nhân dân đồng tình phấn khởi ủng hộ, tích cực tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền vận động được quan tâm đầu tư, công tác phối hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giữa ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã và các đoàn thể của xã tiếp tục được phát huy và đạt được một số kết quả thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã được huy động nhiều lực lượng tham gia trong phong trào tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiêu biểu các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra giám sát tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục. Hai là tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Xã Lưu Xá là một xã trong nhiều xã của huyện Yên Mỹ có điểm xuất phát thấp, như là chưa đạt tiêu chí về nông thôn mới, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa được đảm bảo, nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản là khá lớn, ô nhiễm môi trường còn nhiều phức tạp. Việc phân bổ nguồn vốn ngân sách hàng năm từ trung ương, tỉnh, huyện rất hạn chế. Việc huy động sức dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới.
6 lớn là kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới. 1 là về quan điểm tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn, bao gồm hoàn thiện hệ thống giao thông, điện lưới, nước sạch, hợp vệ sinh, văn hóa giáo dục, y tế môi trường, vân vân, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, phát triển đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã hội và năng lực cán bộ công chức xã. 2.3 là phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, phát huy các phong trào văn hóa thể thao ở cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp các hoạt động văn hóa truyền thống, nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 2.4 là nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã hội và năng lực cán bộ công chức xã, tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông thôn mới, bố trí công chức xã chuyên trách về xây dựng nông thôn mới theo quy định tại quyết định số 1996 ngày 4 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ, công tác và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 2.5 là giữ vững an ninh trật tự xã hội, xây dựng nội quy, quy ước làng xóm về trật tự an ninh quốc phòng, chống các tệ nạn xã hội, tổ chức các mô hình cộng đồng trật tự bảo quản an ninh trật tự xã hội ở thôn. Từ những kết quả đã đạt được là sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành đoàn thể trong huyện, xã Lô Xá tiếp tục duy trì phấn đấu hết tiềm năng thế mạnh của mình, tạo mọi nguồn kinh phí để duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mang tính chất bền vững. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Lô Xá. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, vừa rồi tôi thay mặt cho ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tôi thông qua cái báo cáo kết quả về cái xây dựng nông thôn mới xã Lô Xá, thì trước khi dừng lời thì xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể buổi lễ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu về dự đã nghe đồng chí Lưu Đức Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, báo cáo kết quả đạt được của xã trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Hải Hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên phát biểu cảm tưởng về xây dựng nông thôn mới xã nhà. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị đại biểu, được sự giới thiệu của ban tổ chức, thay mặt ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liêu Xá, tôi xin tham gia một số ý kiến về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, phối hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã đã làm tốt chức năng tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, hăng hái tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội rất to lớn, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Do đó, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm và quyền lợi từ kết quả xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc xã đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.
thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới là xây dựng làng xã văn minh, hạ tầng hiện đại, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển, xã hội nông thôn ổn định và thực hiện tốt quy chế dân chủ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của cấp ủy đảng, sự phối hợp có hiệu quả với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Liễu Xá đã phấn khởi đồng thuận hăng hái tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên về tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức hội nghị chỉ đạo các khu dân cư phát 1.500 phiếu lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả trên 90% số người được hỏi ý kiến đồng tình hưởng ứng với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc đã có những đóng góp tích cực cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới xã Liễu Xá trong năm 2017. Phát huy kết quả đạt chuẩn nông thôn mới, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục thực hiện vai trò trách nhiệm, tập hợp các tổ chức thành viên, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tăng cường các biện pháp quản lý, tu bổ, khai thác có hiệu quả các công trình phúc lợi dân sinh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Cuối cùng, kính chúc các vị đại biểu khách quý và toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ đón bằng công nhận chuẩn nông thôn mới của xã Liễu Xá thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Vũ Hải Hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của xã Liễu Xá đã đạt được những kết quả và thành tích đáng khích lệ trong những thành tích chung của xã. Hôm nay có sự đóng góp công lao to lớn của các tập thể cá nhân trong quá trình triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ số 969 Yên Mỹ ngày 16 tháng 4 năm 2018 quyết định về việc khen thưởng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, luật sửa đổi một số điều luật thi đua khen thưởng năm 2005-2013, căn cứ nghị định số 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi đua khen thưởng, căn cứ thông tư số 08/2017 ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân xã Liễu Xá tại tờ trình số 12 ngày 2 tháng 4 năm 2018, tờ trình số 36 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ huyện quyết định điều 1 tặng giấy khen kèm theo số tiền thưởng là 5.870.000 đồng cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Điều 2, số tiền trên được trích từ quỹ thi đua khen thưởng huyện năm 2018. Điều 3,
Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các phòng Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liêu Xá và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ký. Đề nghị nhân dân chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Văn Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, đại diện Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lên công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, kính thưa các quý vị đại biểu, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin công bố cái quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên số 2995 QĐ-UPND Hưng Yên ngày 10 tháng 11 năm 2017 quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 1960 ngày 16 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quyết định số 1980 ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quyết định số 2540 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ thông tư số 05 ngày 1 tháng 3 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ quyết định số 69 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ kết quả bỏ phiếu biểu quyết công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại tờ trình số 150 ngày 31 tháng 10 năm 2017 quyết định điều 1 công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017 có danh sách kèm theo. Điều 2 quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân các xã có tên tại điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, thay mặt Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ký. Về danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2017 kèm theo quyết định số 2995 QĐ-UPND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân tỉnh. 1 xã Đa Lộc, 2 xã Tiền Phong, 3 xã Đào Dương, 4 xã Đằng Lễ của huyện Ân Thi, 5 xã Tân Lập, 6 xã Liêu Xá của huyện Yên Mỹ,
7 xã Dương Quang, 8 xã Hòa Phong, 9 xã Hưng Long, 10 xã Phan Đình Phùng của huyện Mỹ Hào, 11 xã Quảng Châu của thành phố Hưng Yên, 12 xã Tống Chân, 13 xã Cửu Cao của xã Tống Chân của huyện Phù Cừ, 13 xã Cửu Cao của huyện Văn Giang. Xin hội nghị được liên liệt chúc mừng Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận xã và nhân dân xã Liêu Xá đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã lên đón nhận bằng công nhận. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nên trao bằng công nhận và phát biểu ý kiến hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc xã Liêu Xá, kính thưa tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, thì hôm nay thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc của huyện về dự buổi lễ đón nhận công nhận nông đạt chuẩn nông thôn mới xã Liêu Xá. Với những cái chỉ tiêu mà 19 tiêu chí đặt ra thì đây là một trong những cái nỗ lực cố gắng phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, chính quyền, mặt trận Tổ quốc xã Liêu Xá đã phấn đấu trong thời gian qua. Có lẽ thì những cái công việc này, trong cái phần kết quả đạt được ấy, thì đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã báo cáo cơ bản. Thì tôi cũng chỉ muốn nói lại như này, một số những nét mà những cái cơ bản đạt được. Thì đến nay tôi về công tác tại huyện Mỹ Văn và đến nay là trên 30 năm, sang 32 năm. Và tách huyện thì cũng năm 99. Thì đến bây giờ là cũng sang năm là 25. Như vậy muốn nói rằng là nhìn lại trong cái quá trình của huyện Yên Mỹ nói chung và trong đó có xã Liêu Xá, thì chúng ta đánh giá với nhau là đều vất vả cả, xuất phát điểm còn thấp. Nếu thực sự phát triển thì mới sau năm 2000. Năm 99-2000 thì đường 39 cũ và đường 39 mới thì chưa có, toàn là ruộng. Trong đó thì cái khu vực đường 39 mới thì còn là ruộng sâu. Cho nên là mình xác định với nhau là trên một cái thời gian như vậy, đảng bộ nhân dân của cả huyện, cả tỉnh và trong đó có xã nỗ lực phấn đấu. Nói vậy thôi, một cái thời gian tách huyện ra khoảng chưa đầy 20 năm mà như thế là một nỗ lực phấn đấu lớn để mà tập trung phát triển. Vì lúc chúng tôi công tác Mỹ Văn cũng thế mà, tất cả Liêu Xá, Nghi Hiệp đi vào lầy lội, vất vả lắm. Những cái việc như vậy đạt được là do đảng bộ, nhân dân, chính quyền, mặt trận Tổ quốc. Và trong đó kể cả có các cái hộ, các gia đình mà được tiêu biểu vừa rồi đó. Thì tôi thấy là rất phấn khởi. Phải có những người như thế thì lúc ấy ta mới hoàn thành. Vừa nãy thì tôi thấy nghe chỗ gia đình Bắc Chua và bản thân tôi cũng thấy là rất là trân trọng. Đấy. Không có gia đình Bắc Chua mà người ta tốt như thế thì làm sao mà khu Hải Thượng nó như thế nào? Tầm tại sao hôm nay thì huyện cho ý kiến đối với các đồng chí là tổ chức tại đây. Tôi cho rằng nơi đây nó ý nghĩa. Cả tâm linh, cả danh nhân cụ Hải Thượng. Vì sao người ta nhớ đến Liêu Xá thì phải có cụ Hải Thượng. Mà nhớ đến Yên Mỹ thì phải nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
Nói đến quân sự thì phải nói đến Trung tướng Nguyễn Bình, người đeo hàm Trung tướng đầu tiên của Việt Nam, chỉ sau Bác Giáp. Và cụ Hải Thượng Lãn Ông thì nói đến y học, nói đến sức khỏe. Và nói đến văn thơ thì phải nói đến bà Đoàn Thị Điểm. Đấy. Và nói đến một phần của chính quyền thì nói đến chỗ bây giờ gọi là, ngày xưa gọi tể tướng thì bây giờ gọi là thủ tướng đó, thì phải nói đến Phạm Công Trứ của Nghĩa Hiệp. Đấy là những cái danh nhân mà của quê hương yên Mỹ thì ta phải nhớ. Thứ ba nữa là thì các cái chương trình mà của huyện, rồi những cái việc lớn của huyện thì đã nêu, thì dính níu những cái gì mà liên quan đến nêu xã thì cũng đề nghị chúng ta xã cùng huyện. Gọi chung ý, nó như tôi gọi là nó như một cái guồng xích. Bất kỳ một mắt xích nào nó khập khiễng thì đừng có nói là ta tốt tất. 17 xã thị trấn của huyện Yên Mỹ, trong đó có những xã nào không tốt thì đừng có nói huyện tôi. Đừng khoe tài khoe giỏi gì, nếu như các xã của ta còn không tốt thì ta phải cố gắng để ta làm. Thì cũng mong rằng những cái công việc, những cái tinh thần mà huyện, mà đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện thì còn nặng nề lắm. Đấy, như tôi vừa nêu đó, cố gắng từ nay 5 cái nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đặt ra trên một lĩnh vực xây dựng cơ bản không thôi, không tính đến các hoạt động thường xuyên, là đặt ra một cái chương trình là làm sao phải thu được khoảng độ 1.300 tỷ, thì đầu tư cho xây dựng cơ bản thì mới hòm hòm. Nhưng trong 1.300 tỷ thì phải phấn đấu cố gắng làm sao nó phải vượt, chứ lại đặt ra nó không hoàn thành thì dở. Làm sao nó phải vượt được lên cái mức ý. Đấy, còn các cái dự án lớn như tôi vừa nêu mà nó thành công nữa thì vì là sao các đồng chí nghĩ thế thôi. Nhưng mỗi một cái dự án ngồi đây tôi nhìn có một số các cô giáo thế, muốn xây một cái khối trường học, một cái nhà học đấy, thì cứ 90 tỷ như chơi. Cho nên đừng nghĩ là to, không to đâu. Một cái trường học mà muốn tốt thì vài chục tỷ vào đó là bình thường. Đấy, không nghĩa lý gì đâu. Nói đồ đồ hơn 1.000 tỷ toàn huyện, cả xã cả huyện tưởng nó to nhưng mà chả nghĩa lý gì đâu. Đấy, cho nên là ta phải phấn đấu rất nhiều. Muốn nói rằng là cả nêu xá và cả huyện Yên Mỹ phải nói rằng là còn rất nhiều vất vả, muốn phấn đấu được lên. Đừng nghĩ bao giờ là gì ta đã tròn trịa, ta đã như thế là đã là oai phong lẫm liệt gì cả, mà ta phải cố gắng. Đấy, ở đây có mấy cô giáo tôi nói đùa tí, tại vì ngày xưa ấy, cứ dạy con em mình như là thời bọn tôi nhỏ mà cứ bảo rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, bây giờ đến nước ngọt kia cũng hết nha. Đúng không? Biển thì ô nhiễm, nó chết rồi. Thế nên làm gì là bây giờ mình phải nói rằng là gì con em mình còn phải vất vả khổ để mà phấn đấu. Chứ đừng nghĩ rằng là tất cả những cái đó là nó cứ ngon lành hết, là không có đâu. Thì cùng nhau ta làm. Thì cũng qua cái buổi hôm nay thì cũng muốn mong rằng là Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, gọi chung này, toàn hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng xã Nưu Xá đúng với lại quê hương của cụ Hoài Thượng Lãn Ông. Đấy, còn Yên Mỹ thì là gì? Tổng Bí thư, cụ Hoài Thượng, rồi Trung tướng Nguyễn Bình và Đoàn Thị Điểm. Hướng chúng tôi cố gắng là kể cả chỗ đền thờ và Đoàn Thị Điểm là kịp, thì cố gắng làm sao 2019-2020 cố gắng sẽ làm, đang tìm đất để làm. Làm sao ấy để mà gọi chung là chúng tôi cũng muốn để làm sao những cái việc làm của ban chấp hành, thường vụ, rồi bản thân từng chúng tôi, để mà từng bước những cái việc làm với lời nói để cán bộ đảng viên thì có những cái chứng kiến. Chứ còn đâu thì những cái việc mà làm sao nói mà đến khi chẳng hạn nó không thành thì quan điểm đó thì không lên. Và qua buổi hôm nay thì cũng xin kính chúc toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương Nưu Xá ngày càng phát triển, xứng với tiềm năng cũng như là thanh thế sự nghiệp của cụ Hải Thượng. Vì đây không phải chỉ là Nưu Xá mình đâu, mà toàn huyện, toàn quốc, cả nước chỉ có hai cụ đại danh y là cụ Tuệ Tĩnh ở thế kỷ 13, cụ Hải Thượng ở thế kỷ 17, chứ cũng không có, cả nước làm gì có nhiều, đúng không? Đấy cũng như là
mấy danh nhân văn hóa của cả huyện như tôi nêu ấy, làm gì có nhiều. Nếu không có Tổng Bí Thư chắc người ta cũng không biết đến Yên Mỹ. Không có cụ Hải Thượng chả biết đến Yên Mỹ và Niêu Xá. Thì những đó thì ta không phụ lòng của những bậc tiền nhân. Xin trân trọng cảm ơn và rất mong rằng cái sự ủng hộ đó ngày càng tốt hơn cho quê hương Niêu Xá cũng như huyện Yên Mỹ. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liêu Xá, xin được trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Xin được gửi tới đồng chí và gia đình lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí, qua một buổi sáng làm việc, buổi lễ đón bằng công nhận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, đến đây đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Liêu Xá, xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã phát biểu ý kiến, động viên và giao nhiệm vụ tại buổi lễ. Chúng tôi xin chân thành tiếp thu và phấn đấu thực hiện tốt. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở ngành có liên quan, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí huyện ủy viên, các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và các phòng ngành có liên quan. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các công ty doanh nghiệp, những người con quê hương Liêu Xá, các đồng chí bí thư, chủ tịch xã, lãnh đạo xã qua các thời kỳ cùng các đại biểu khách quý về dự buổi lễ động viên chúng tôi có hoa và quà tặng buổi lễ chung vui cùng với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng, các đồng chí phóng viên báo đài tỉnh và huyện đã đến dự và đưa tin cho buổi lễ. Xin biểu dương các tiểu ban phục vụ buổi lễ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đã làm việc nhiệt tình góp phần vào sự thành công của buổi lễ ngày hôm nay. Và đặc biệt, xin được cảm ơn toàn thể nhân dân trong toàn xã đã đồng lòng chung sức cùng với Đảng bộ và chính quyền xã nhà trong công cuộc xây dựng xã Liêu Xá trở thành xã nông thôn mới. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân xã Liêu Xá, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.